kỵ sĩ không đầu cầm chiếc rìu chiến tiến về phía ông già. Ông ta lập tức niệm chú và dùng xích sắt để khống chế. Chỉ thấy kỵ sĩ không đầu cắt đứt sợi dây thành 2,3 đoạn, không nói lời nào bước về phía trước, nâng cây rìu lên rồi chặt đứt đầu ông lão. Nguyên nhân là anh ta muốn tìm lại đầu của mình. Thời kỳ chiến tranh của 250 năm trước, một người đội trưởng tên là Kerry trong chiến đấu đã chặt đứt đầu của kỵ sĩ và bản thân cũng bị thương nặng mà hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng máu của hai người hợp nhất, liên kết hai vận mệnh lại với nhau. Vợ của Kerry, Katrina, để ngăn chặn kỵ sĩ bóng đêm, buộc phải nguyền rủa hai người cùng một lúc. Sau đó thi thể của kỵ sĩ bóng đêm rơi xuống đáy sâu. Kerry được chôn cất trong một hang động ở Sleepy Hollow. Cho đến thế kỷ 21, anh thức dậy từ nấm mồ, cùng lúc kỵ sĩ bóng đêm cũng bị triệu hồi. Sau khi đến Sleepy Hollow bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, cô gái da đen đang tuần tra nhận được thông tin của đồn cảnh sát, cho biết cái hang gần bọn họ xảy ra bất thường. Cô gái da đen và cộng tác quyết định lên đường. Sau khi đến đó, hai người bắt đầu chia ra hành động. Cô gái da đen quan sát bốn phía, đột nhiên phát hiện đầu của người báo án bị người cắt đứt. Cô lập tức báo với đồng đội, thế nhưng đồng đội cũng thấy bất thường trong chuồng ngựa. Anh lập tức giơ súng lên, chưa từng nghĩ một kỵ sĩ không đầu bước ra, trên tay còn cầm chiếc rìu chiến. Anh ta sợ hãi, liên tục nổ súng, nhưng kỵ sĩ không đầu dường như không quan tâm, chúng vô số đạn nhưng vẫn không hề hấn gì. Lúc này, cô gái da đen nghe thấy tiếng súng cũng chạy lại, tận mắt nhìn kỵ sĩ không đầu chặt đứt đầu của đồng đội. Sau đó cưỡi ngựa xông ra ngoài, cô gái da đen chỉ có thể nhìn anh ta ra xa. Mặt khác, Kerry sau khi tỉnh dậy cũng đến thị trấn, bị Andy cho là hung thủ giết người bị đưa về đồn cảnh sát. Nhưng cô gái da đen nhận ra, đây không phải là kỵ sĩ không đầu mà mình nhìn thấy. Cố nhìn thấy trên người kỵ sĩ mặc áo giáp đỏ, trên tay cầm một chiếc rìu. Kerry sau khi nghe cô gái da đen mô tả, sợ hãi nói, đây là kỵ sĩ bị anh chặt đầu. Cô gái da đen nghe xong hoảng hốt, mọi người đều không tin những lời Kerry nói, cho nên đưa anh ta vào phòng tiến hành thẩm vấn. Kerry nói rằng anh ta đã được lệnh của tướng Walter và kể quá trình mà mình đánh nhau. Không có gì xảy ra trên thiết bị trong cuộc điều tra. Mọi người vẫn không tin Kerry, dự định đưa anh ta đến bệnh viện tâm thần. Nhưng cô gái da đen lại thấy chuyện này có ẩn khúc. Cô quyết định giúp Kerry tìm ra sự thật, bởi vì cô nhớ đến ảo giác siêu năng lực thời thơ ấu.